xem bài Tarot tháng 4 năm 2022 cho 12 cung hoàng đạo. Bạch Dương, hãy để người khác chứng minh giá trị của bạn. Bạn đã tự kể những câu chuyện về bản thân và đánh giá thấp điểm mạnh và tài năng của mình. Đó là dấu hiệu của sự bất an và không nên. Ad of Source đưa ra thông điệp muốn bạn đánh giá lại sự thật mà bạn nói về bản thân. Three of Coins chấn an bạn rằng bạn được mọi người đánh giá cao, tôn trọng và yêu mến. Mọi người muốn điều tốt nhất cho bạn và sẵn sàng giúp đỡ, đưa ra lời đề nghị, nói những điều tốt về bạn. Hãy ghi nhận thiện trí đó. Three of One cho thấy bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội, nhưng rất nhanh chóng, trong tháng tư này, và bạn nên để tất cả trôi qua. Thay đổi nội tâm của bạn. Bạn có lý do chính đáng để cảm thấy tự hào và tự tin về bản thân. Hãy để năng lượng đó tỏa sáng rực rỡ. Kim như tình yêu và sự sáng tạo một bộ ba thể tuyệt đẹp, giàu trí tưởng tượng và những dung cảm lãng mạn dành cho bạn trong tháng này. Kim Ngưu, vì vậy hãy mong đợi tình yêu và sự sáng tạo luôn tràn ngập xung quanh bạn. Two of Cups là một lá bài tình yêu, báo hiệu niềm đam mê và sự lãng mạn, cuốn hút và sự tôn thờ lẫn nhau. Tận hưởng những mối quan hệ thân thiết nhất của bạn và làm mọi việc cùng nhau. Tết of Cups nói về du lịch, sự sáng tạo, sự kỳ thú và cho bạn phát triển khía cạnh nghệ thuật của bạn. Hãy tham gia một dự án, lớp học hoặc hoạt động nào đó, thể hiện bản thân một cách sáng tạo. nay ở Cups là sự bứt phá tuyệt đẹp để biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy chi tiêu một cách khôn ngoan, hiểu rõ mong muốn chân thực nhất của bạn và thực hiện nó. Mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra nhanh chóng. Song Tử thư giãn là điều quan trọng. Bạn thường có những ý tưởng tốt nhất khi bạn thoải mái, không cần cố gắng, thậm chí không cần nhìn vào chính thứ mà bạn đang cố gắng có ý tưởng. Vì vậy, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Forbes nói với bạn rằng hãy bình tĩnh, ngừng cố gắng, ngừng làm việc quá sức. Queen of Cups nói với bạn rằng hãy tận hưởng tình yêu và sự chăm sóc bản thân. Hãy ngồi thiền, mơ mộng, nghe một bản nhạc hay hoặc đi bộ nhặt hoa và sỏi và làm mảnh ghép mùa xuân, nấu ăn và thưởng thức đồ ăn ngon, uống nước, vươn vai, bơi lội và có một sức ngủ sâu. Knight of Coins cho thấy bạn đang tích cực hình thành ý tưởng và chuẩn bị tạo ra điều gì đó tuyệt vời. Cự giải, tự nhận thức thay đổi mọi thứ. Một bài học thay đổi cuộc sống đang chờ bạn trong tháng 4 này. Cự giải, nó sẽ cân bằng và tập trung lại cho bạn vào điều quan trọng nhất ở hiện tại cũng như những gì bạn có thể chủ động làm về nó. Kết of kết hợp với Temperance, tiết lộ một cái nhìn sâu sắc cá nhân hoặc sự khôn ngoan sẽ xuất hiện trong tháng này về công việc, nhà cửa, sức khỏe hoặc tiền bạc. Đó là thứ bạn có thể hành động, có động lực, có sức mạnh, thực tế là cuộc sống đang thay đổi. Chú ý đến những tín hiệu của sự thay đổi. Six of One tiết lộ rằng, nếu bạn làm theo trực giác nội tâm của mình, bạn sẽ cảm thấy lợi ích và tuyệt vời trong vòng khoảng 6 tuần. Bạn đang chiến thắng thể hiện cái tôi tốt nhất của bạn, sống cuộc sống mà bạn mơ ước. Sư tử, hãy bảo vệ chính mình. Giờ Strang là thẻ đại diện cho tổng thể sức mạnh. Sự tự tin, lòng can đảm và khả năng lãnh đạo của bạn không ai sánh kịp và sự hiện diện của lá bài này ở đây cho thấy tháng tư sẽ mang lại cả thử thách và lợi ích cho bạn. Seven of Swords cho thấy bạn đang bị lôi kéo vào một tình huống hoặc mối quan hệ mờ ám và bạn cần phải đề phòng và khôn khéo hơn đừng quá cởi mở hoặc dễ bị tổn thương, hãy bảo vệ lợi ích của bạn, rút lui, giữ an toàn. Seven of Cups mong muốn bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình để đặt mình vào vị trí của những người khác có liên quan. Bằng cách hiểu quan điểm và động lực của họ, bạn có thể thấy bản thân khác đi, hiểu bản chất sự việc và bạn có thể giải quyết nó như thế nào. Sử nữ, mở rộng tầm nhìn của bạn. Bao thẻ bài cho thấy tháng tư sẽ có một sự chuyển đổi mạnh mẽ diễn ra ở phía trước. The Chariot và The World đều đại diện cho du lịch, dịch chuyển theo nghĩa đen, chuyển động, hành trình, thay đổi vị trí, tất cả vì mục tiêu tốt hơn và tất cả đều giúp bạn tiến lên, mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm thị trường ngách, theo đuổi mục tiêu đích thực. Cân nhắc mục tiêu của bạn và liệu có cần thay đổi hay không. Giờ Devil cho thấy toàn bộ thử thách này có khả năng giúp bạn loại bỏ thói quen xấu hoặc tự giới hạn niềm tin vào điều tốt. Bạn có xu hướng thận trọng, thậm chí sợ hãi trước sự thay đổi, nhưng thay đổi là điều duy nhất trong cuộc sống và bằng cách thực hiện một bước nhảy vọt, bạn có thể vượt qua phần lớn nỗi sợ hãi tiềm ẩn này. Hãy lưu ý nhé! Thiên bình, vượt qua xung đột bằng sự quyến rũ. Bạn có thể vượt qua một tình huống cạnh tranh và thử thách với tư cách là người chiến thắng, nếu bạn tập trung vào việc chiến thắng trái tim và khối óc của họ. Hãy sử dụng tài ngoại giao nổi tiếng và sự quyến rũ bẩm sinh của thiên bình. Seven ở quan cho thấy bạn có mâu thuẫn với ai đó hoặc điều gì đó và cảm thấy hơi ức chế. Bạn đang giữ vững lập trường của mình, nhưng xung đột không phải là điều bạn muốn. Giờ hơ mệt thấy bạn rút lui một chút, suy nghĩ lại kế hoạch trò chơi tự hỏi làm thế nào bạn có thể giải quyết việc này tốt hơn kinh ở caps chính là câu trả lời chiến thắng trái tim và khối óc của họ chiến thắng bằng sự tử tế thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành mà bạn sở hữu thuyết phục và tranh luận nghe và nói khuyến rũ nâng cao đối phương hãy là nhà ngoại giao khéo léo như bản tính vốn có của bạn bò cạp kiểm soát hiểu biết bí mật và kiểm soát Chúng là hai chủ đề lặp đi lặp lại trong cuộc sống của bạn trong tháng tư này. Giờ Moon cho thấy bạn chưa biết những gì bạn cần biết, nhưng bạn sẽ sớm làm được. Hãy thận trọng, ham học hỏi, tìm kiếm và quyết tâm. Đừng chấp nhận những gì là tuyệt đối. Hãy đặt thêm câu hỏi, tìm hiểu sâu hơn, phân tích. The Emperor tiết lộ đây là chủ đề về sự kiểm soát. Đó có thể là bạn đang kiểm soát, có thể là ai đó gần gũi với bạn, có thể là bạn đang giúp đỡ một người bạn hoặc đồng nghiệp hoặc thành viên trong gia đình khi gặp khó khăn. Ten of Cups cho thấy rằng tình yêu, cảm xúc và thậm chí cả niềm đam mê đang đóng một vai trò ở đây. Vì vậy, điều này có thể được liên kết với một mối quan hệ lãng mạn hoặc một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Oán hận đốt cháy tình cảm cao cả. Sự kiểm soát được tạo ra bởi sự không an toàn. Cố gắng bình tĩnh, thu thập dữ kiện, hiểu giá trị bản thân để bạn có hướng giải quyết đúng đắn, thân thiện nhưng kiên quyết. Nhân mã, những ngày tốt đẹp đang ở phía trước. Bất kể nỗi buồn, sự chán nản hay thất vọng nào bạn đang trải qua gần đây, hãy biết rằng nó sẽ sớm kết thúc với sự xuất hiện của lá bài giờ săn vui vẻ, tích cực. Thời gian tươi đẹp không còn xa, hãy tin vào điều đó và hãy tự tin rằng bạn xứng đáng. Four of cho thấy tình trạng ảm đạm đang lởn vườn quanh bạn. Bạn đã cảm thấy bị cản trở, đình trệ, bế tắc và đây là một cảm giác kinh khủng đối với một nhân mã yêu tự do. Bạn không thể chịu nổi khi bị kìm kẹp đôi cánh. Queen of course mong muốn bạn thực hiện bước đầu tiên khỏi cuộc đua, bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và làm điều gì đó tích cực, khẳng định cuộc sống. Điều này có thể liên quan đến sức khỏe, tiền bạc, nhà cửa hoặc công việc của bạn thực hiện một sự thay đổi và điều này sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng mang lại cơ hội và vận may tốt. đừng chậm trễ, hãy vượt qua cơn mây mù này. Market, hãy cởi mở. Bạn đang thực hiện một dự án, tham vọng hoặc vai trò lâu dài và đòi hỏi nhiều cam kết và ít ẩu kho cho thấy bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành. đừng bỏ cuộc, bạn sẽ nhận được phần thưởng sẽ rất xứng đáng cho những nỗ lực của mình giờ hai presters mong muốn bạn tự hỏi bản thân mình cần gì ngay bây giờ điều gì sẽ khiến việc này trở nên dễ dàng hơn điều gì sẽ giúp bạn tiếp tục tiến độ bạn đang thiếu hoặc cần điều gì trong sâu thẳm Bạn biết mình còn thiếu thứ gì đó nhưng bạn đang cố gắng dũng cảm chiến đấu tạm dừng và suy nghĩ hết of one cho thấy điều này có thể liên quan đến giao tiếp thể hiện bản thân yêu cầu giúp đỡ thúc đẩy sự nghiệp của bạn để tìm kiếm cơ hội bạn có thể đóng cửa khi bận rộn hoặc tập trung. Bạn cần cởi mở và cho phép người khác bước vào. Họ có thể giúp đỡ bạn. Bảo bình, mục tiêu đích thực. Bạn đã miễn cưỡng đối mặt với sự thật này nhưng bạn đã hết yêu thứ mà bạn đã yêu thích, cảm thấy đó là điều tồn tại lâu dài trong cuộc sống của bạn hoặc đã từng là ưu tiên. Forecast cho thấy bạn đã không hiểu tại sao điều này lại quan trọng đến vậy. Hãy đối mặt với cảm giác này giờ đã cho thấy sự biến đổi là trò chơi kết thúc của sự trung thực này. Bạn cần điều chỉnh tham vọng và hành động của mình, thiết kế lại với mục tiêu truyền cảm hứng, đưa bạn đến những thứ tốt hơn. Và điều đó không sao. Bạn có thể điều chỉnh, tìm một nguồn cảm hứng mới. Nai Up Coi cho thấy điều này đang dẫn đến một dự án cam kết, thay đổi và tiến độ trong 9 đến 10 năm. Bạn đang đặt nền móng mới để bạn có thể xây dựng một cuộc sống như bạn mơ ước hãy trung thực về những gì bạn thực sự muốn và bạn có thể nỗ lực để đạt được nó. Song ngư, giải phóng bản thân, giờ hang man cho thấy bạn bị mắc kẹt, kẹt hoặc bị đình trệ bởi một tình huống khiến bạn suy sụp một chút, vô cùng thất vọng và bạn chỉ ước nó kết thúc hoặc điều gì đó sẽ thay đổi. Điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực, sự thay đổi đang đến gần. Ten và Six of Swords kết hợp các lực lượng để đưa ra thông điệp muốn bạn rời khỏi bất cứ thứ gì cắt đứt quan hệ, kết thúc, khởi đầu mới. Cả hai lá bài được nói về việc giải phóng bạn khỏi một vai trò, mối quan hệ hoặc tình huống trở nên khó khăn, kiệt quệ hoặc thậm chí độc hại. Cả hai đều hứa hẹn rằng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, được trao quyền và được giải phóng ngay sau khi bạn thực hiện hành động này. Đã đến lúc rồi, hãy thoải mái từ bỏ, hãy tự cứu lấy mình. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy quá trình chữa lành và trẻ hóa bắt đầu nếu bạn thấy hay và ý nghĩa hãy thích bình luận chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý